Nhậu chi nhức đầu. Đám giỗ gì không có bánh ít gì cho ai chứ này. Cái này về làm gì về. Chúng nó cười vô mặt thôi. Ok có đã hơn không. Xích đăng. Mít này chín nào, mít thì chung nhang không? Đầu yếu ta. Trời không nổi nào nằm giữa đường vậy trời. Trời không nổi nào phải con tu không trời. Trời đất ơi, Trang. Sao làm gì nằm đây? Nè, nè ngu. Trời ơi, rồi ăn nhậu nữa rồi hả? Đi vậy đi về nè. Ê, nè ngu đi đi. Ơi, có ăn nhậu gì thấy đã ghê không? Đi vậy đi vô nè, về nè nhà ngủ. Ê, để ngủ. Đi. Ê, dạ. Trời ơi, thì ăn nhậu ở đâu mà có thanh long gì đây? Đi đám dỗ. Đám dỗ ở đâu mà cho thanh long? Đi 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 về, về vô đi về nè. Đi má kè vô. Trời ơi nằm giữa đường giữa xá vậy nè. Đâu đi trời ơi ai mà đỡ mày nổi. Thôi vợ có nước vô kêu con liễu luôn. Nó có nhà không? Không biết rồi. Mày đi nào. Yeah. Trời yeah. Con gì mà thiệt chứ. Rồi con kia không biết có nhà hay không nữa. Nằm vậy đó. Nằm mà không có ấy cái đầu ra nha. Phải vô nó kêu nó cụ đưa vô nhà. Ta không muốn ngon quá. Lấy cho con bò ăn. Quýt quýt. Trời cái mớ cũ chưa ăn hết nữa mấy bà nội nè. Vậy mà cũng kêu, cũng ngon chết đói cho thèm luôn. Nè. Dân Sang. Ủa? Vậy mà sao mà bay ở đây mà Sang nó đi nhậu nó có nói nó đi đám đi tiệc gì không mà nó. Trời đất ơi nó không đi đám giỗ rồi. Rồi. Giỗ không sao? Vô về nó mang. Giỗ không đi mà gặp mày đổ nó. Cả tao lâu gì nổi đâu mà giờ ra. Ủa không nằm đâu. Mày bà đi vô đó. Lấy xe ra. Xe gì ở sát đây nè, đi bộ ra kè nó vô hay gì chứ. Trời đất ơi, về tới nhà cũng chịu đi vô giùm cái nữa, nằm lết ngoài đó. Mệt quá trời đi. Này xỉn đi, chắc không có bánh bài rồi. Nói này nó điểm dỗ đâu vậy? Gần ngoài đường á má. Tối ngày đám tiệc liền liền. Mệt ghê không? Ra kè nó vô tao đâu có làm gì đâu nổi. Trời ơi con chả nằm kìa, thấy ghét kìa. Đi về thì về nhà ngủ đi. Sân đâu này sân đâu kia giờ nằm ngoài đường đó. Xe cổ qua nó cán cho rồi đi. Mực cái bệnh. Lết cái bộ đồ vừa hay như nụ lao nữa này. Trời ơi cái thanh long. Dậy vô nè ông nội ơi.
Nè chị Hòa, đi vô nè, nằm ngoài đường, vô nhà đi. Còn mình còn thỉnh không chịu vô nhà, tới đây nằm lết cái nón lá của ta, hư cho hư cái nón lá luôn đi. Được, nón lá không kèo. Đi vô. Vậy mày nghe ấy lỡ nó vậy ra tao làm gì nổi. Nó cầm này đi. Vậy nè, chưa ốm còn khiên nổi, giờ mập lù như con trâu ơi mày khiên nổi. Lá xanh lá đỏ gì tùm lum cái lưng. Nó cát không. Vô. Đứng dậy đi, giờ nó phụ kè vô. Tao làm gì đâu nổi đâu mà mày giờ ở đó. Bây giờ trống vô. Đứng dậy coi. Rẹt cái nết. Ờ té muôn xình nó không ai mà tắm gì nổi. Xà bông đâu mà tắm. Coi nó ăn nhậu coi nó ghét ghê không. Vô. Vừa phải thôi. Xe. Trời ơi mệt ghê không. Trời ơi phun tùm lum dính tôi ngồi tôi đi. Ăn nhậu vừa phải thải thôi, ăn nhậu vậy đó. Coi xe cậu rồi coi. Mày bơm mày đi đàng hoàng. Vô mọi ơi. Coi đó, coi tới đụng cục điện nè. Mệt ghê nơi. Không có ai mà có thằng con như tao, có thằng con như mày hết trơn. Cái má la chưa? Ăn nhậu cho cố vô đó, đi. Trời ơi, nhào ở dưới mương. Dưới mương, nó ai mà khỏi mà kéo lên. Bực cái mình nè. Quần áo xình nứt không, tôi không có quở nữa mà tôi giặt cho ông hoài. Ôi, bực mình quá đi. Tôi dép anh ông cho banh đi. Đúng cái gò má. Ờ, giống bắt được phạm gì vậy? Trời ơi, đuổi vô rồi, bể đầu rồi, sao quá chứ. Vô ngủ. Trời ơi, dạ. Đi vô ngủ nè ông nội ơi. Đi vô ngủ. Bây giờ giờ chứ không chịu vậy? Vô buồn ngủ. Hả? Mệt dễ sợ chưa? Ăn nhậu vậy về vô nhà nằm đi. Con gì đâu mà nó không có nghe, tối ngày cứ sai xỉn hoài. Rồi giờ chưa chịu vô ngủ nữa, giờ còn nằm gõ gãn gì nữa đây. Sang. Ừ. Đi vô nhà ngủ nè. Ồ, thương gì ha, không vợ chồng tôi vô ngủ gì. Sao không thương mày, không thương mày tao bóp mũi mày nhỏ rồi, đâu nuôi tới cỡ giờ này. Hả? Đất kìa mà cho nó, rồi hai chồng tôi không có gì hết trơn á. Thì nằm ở nhà đây chi, mày không ở rồi mày ở đâu nữa mày đòi. Đi. Đi vô ngủ. Giờ mày chứng phải không? Nó theo chồng mày cho. Đây tôi với bà nè. Thì nó không có chỗ ở thì cho nó cất nhà nó ở. Ủa, nó ở bên chồng nó chi? Chồng nó ở không được thì nó về đây nó ở. Còn mày nhà đây làm chi? Mày còn đổi gì nữa? Bây giờ nhà có miếng đất rồi. Bây giờ vô nhà ngủ cho mày. Cho cái nhà nè. Rồi mốt vợ chồng con cái ở đâu? Mốt ra ruộng ở. Xe tiện đây có mấy đất cái bên nó không cho giờ bắt ra ruộng. Chứ nhà ở đây mắc kiến gì mà không ở. Thì nhà đi ai chồng ở, con đi ra ngoài khác ở. Thôi thôi đi ngủ giùm tôi một cái đi. Mai mốt tỉnh đi rồi nói. Giờ xỉn sai đừng có nói tôi mệt lắm. Ngủ vô ngủ hả? Chưa nói xong chưa nói là kêu ngủ. Đi vô ngủ. Nghe không? Mày nhảy lớn rồi mày chứng quá trời vậy sao? Hả? Ai chịu mày đòi mày nổi? Mới chịu thôi. Nghe không? Đi vô nhà ngủ nè. Ờ, vô nhà. Giờ mày chứng phải không? Chứng. Hả? Mày ăn nhậu rồi mày về mày quậy mày hành tao hả? Thương đâu mà, không thương chồng tôi.
ai xúi mày, mày nghe lời ai mà mày quần tao hả? Không nghe, nghe lời ai mày nói tao nghe coi. Không nghe lời ai. Không nghe lời ai sao mày nói kỳ vậy hả? Có sao nói vậy, không nghe lời ai. Mày phải con tao không? Bà lâm phải không mày chứng như vậy? Đi vậy nè. Tôi với bà đẻ đi ra đâu, bà Thư có chị hai không à? Đâu có thương tôi nè. Tao không thương mày, tao bóp mũi mày nhỏ vậy rồi nuôi mày lớn gì chi? À, nuôi lớn ví dụ như con kia con gái đó đi theo chồng ai đâu nuôi, muốn bà già ai đâu nuôi, đẻ thằng con trai bóp mà mũi mày chưa tôi tao. Thì bây giờ già mới nuôi bà, chứ giờ bà còn mạnh rồi sao nuôi? Giờ mày đi ngủ đi, mai chiều mày tỉnh rồi mày nói chuyện với tao. Mày tỉnh mày đừng có kiếm chuyện. Tỉnh vậy? Tỉnh gì cũng mà lời nói là bằng miệng đâu. Mày tỉnh rồi mày mượn rượu vô mày nói khùng nói điên. Đi vô ngủ nè. Ngủ. Nằm lết đi. Mày ăn nhậu rồi về mày hành hạ đủ thứ hết trơn á. Mệt ghê không? Kêu bà thương nó không thương tôi, thương vợ chồng thôi. Dạ. Đi. Coi lết coi quần áo sao áo sống rồi thấy gớm ghê không? Ăn nhậu rồi về. Thôi mà đừng có giáp bộ thương như phun phủi. Xình đất thấy gớm tao phủi chứ. Dạ, như thương như phun phủi. Chứ không thương. Đẹp mày thương ai? Ơi. Không thương mày thương ai? Biết bà thương kia mà không có thương tôi. Đi 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 vô ngủ. Vô ngủ giùm tôi cái đi anh ơi. Đi. Không vô ngủ đi. Rồi mai chiều tỉnh rồi nói chuyện với tôi. Tôi đi. Coi đó, coi đó. Hơi rào rốt hết về mặt cái giống gì rốt hết ngồi chờ lên. Mày làm gì mà lửa cháy thằng rằng vậy sang? Biết gì đâu. Trời đất ơi, bác có quần áo sao mày đốt hết trái hả? Đốt hả? Rồi lấy gì tao bận? Khỏi mặt luôn. Trời đất ơi, đồ tao đốt không nổi. Trời đất ơi, lấy cái trời ơi, giết mày nhậu rồi mày khùng hay gì vậy? Đốt khỏi gì vậy, khỏi mặt. Cháy hết ráo rồi lấy gì? Trời đất ơi, ông nội điên chớn vừa thôi nha. Ôi, thằng nó thiệt chứ. Đốt mới coi anh còn nghe chưa? Nó đốt cháy mẹ rồi còn gì nữa. Giờ còn gì nữa? Rồi giờ dắt xe đâu vậy? Đốt xe, đốt xe. Hả? Mày dắt xe đâu vậy mày? Mày khùng hả? Xe luôn. Hả? Coi nó kìa, coi nó kìa. Coi nó khùng kìa. Làm gì vậy? Làm gì má? Nó quẹt quẹt rồi, phục xăng cháy bà giờ. Giờ để đốt xe hả? Mày đi vô mày ngủ giùm tao một cái không? Hả? Khùng quá trời ơi chơi. Được, quẹt luôn rồi. Thỉnh thỉnh ai nhập vô kìa. Quá trời đi. Chắc tao quánh mày quá đi, mày vô mày ngủ chưa mày hả? Được, quẹt rồi. Không thì tự nhiên giờ lấy hồ quẹt làm chi? Hả? Giờ bữa nay khùng phải không? Chứng phải không? Giờ đốt quần áo rồi giờ. Rồi cái hồ quẹt. Trời ơi. À, dắt xe. Bây giờ làm gì nữa ông nội ơi? Dắt xe. Đốt luôn. Đốt tự nhiên sợ xe đốt lỗi khùng quá. Dắt xe đốt. Khùng chứng vừa thôi, bán đồ tự nhiên đốt hết trơn rồi là gì nói quẹ như các bạn. Dắt xe đốt. Coi đó ba ớt cái tu phơi mà nó làm gì? Mày ăn nhậu rồi điếc hay sao tao đã mày quá trời sang ơi, thiệt á. Dạ khùng mày. Bán cái đồ tự nhiên đốt hết trơn nè. Chứng ghê không? Đốt rồi thôi về. Sao mày không lấy đồ mày á, mày đốt? Đốt thôi về, khó mặt về xin. Trời ơi, tao phơi giận ha, bánh bươi lắm
đồ của mày á mày đốt, còn đồ của người ta để người ta mất chứng gì đồ của người ta là đốt, mày không mặc thì mày đốt của mày đi. Sao mày không đốt? Mày rớt đâu mà bóc như thế nào vậy? Đi vô ngủ giùm tôi Thái đi. Mày xỉn rồi mày ngủ giùm tao đi, ai nói gì mày. Mày xỉn mày chứng quá. Mày ăn thưa. Chán ghê chưa? Má đồ trái đuổi mẹ hết trơn rồi. Rồi giờ nằm đó nữa, nằm giữa đường thiệt chứ. Tao mệt ghê nơi vậy. Nói hoài đừng nói. Bên mấy thằng thù biết gớm không? Vô nhà ngủ đi. Điên hả? Mấy bộ đồ đốt mày ra đây. Mày nói gì bà mới đây? Đi vô nhà ngủ nè. Có quần áo mà coi nó lết, nó chà lết vết xảm thiệt chứ. Má thì không xem trái, xe trái chắc trái không nhà quá. Xe có đi cũng chuyện đó, cũng rồi đồ đốt, khùng điên. Ai xúi vậy? Đi hả? Vô ngủ đây. Kêu xe cẩu, tao đập già luôn. Khỏi ra ở đập ra ngoài ở đó luôn. Chắc tao giả mày quá, giả cái miệng mày quá. Mướn xe cậu đập luôn. Thôi xỉn xài coi thấy ghét ghê không. Chưa, thôi. Vô ngủ giùm tôi cái đi. Đi đi hả? Dạ muốn đi đâu hả? Nhậu chưa đã hả? Từ sáng tới giờ đó. Lên nhà ông nằm ngủ giùm tôi cái đi ông nội ơi. Xỉn quần mệt quá trời đi hả? À. Ây da. Khùng điên vậy? Trứng quá thì trứng rồi, quần áo ta giờ đốt hết trơn mày á. Bình ghê chưa? Mặt trứng xăng ở đâu thì lấy. Bình xăng để lên đi bơm nước mày đâu uống à. Lấy đốt. Xăng lúc này mấy chục ngàn một lít á. Lấy đốt hả như dầu lửa vậy. Mẹ bà đốt đây chết cả vừa nó bị chửi nữa nè. Bộ đồ ta đẹp đẽ vậy nè cái giờ đốt. Còn giống ôn gì nữa. Bực cái mình. Quá trời mệt đi. Điếc rồi chán cái nhà này không ở nữa mệt quá. Đốt xe đốt vậy đốt mày hết đi. Bực mình quá rồi. Xăng mua cá bình luôn vợ còn nhiêu đây nè. Bơm nước còn bây giờ gì nước nữa. Dạ còn có miếng xăng. Tại coi giờ không ngủ đi đâu nữa. Dạ. Tôi mệt ghê lắm. Giờ không đi ngủ thì đi đâu nữa ông nội. Dạ đốt nghe những bà phù hộ cho bà. Khùng quá thương, trời đi. Cho bà thương tôi chứ đi. Giờ muốn làm cái giống ôn gì nữa. Mà không thương tôi thì hết. Trứng quá thì trứng đi. Đi vô ngủ tôi cái đi em nội ơi. Vậy đốt nhang làm cái gì? Giá cho ông bà phù hộ bà thương tôi. Vậy bà thương chị hai không à? Đi vô ngủ nè. Khùng hả? Bực cái mình ghê chưa? Ta đồ tay đốt hết trơn điên hả? Không khùng hả? Nãy má nói gì vậy hả? Cho nó khỏi về, nó khỏi mặt về xin. Trông khùng rồi phải không? Cái mình sang mua để đi bơm nước ngoài ruộng đó, hôm nay nước ngoài ruộng khu quay ở ngoài đó. Bây giờ hồi ấy đốt hết trơn hả? Đi vô giùm cái đi ông nội ơi. Thôi đất ơi,
đi vô. Rồi đốt rồi, chỗ được rồi, đi vô nè. Trời ơi, tới tao mộ tao mới đốt chứ dạ, mày đốt đây. Lẹ đi vô, dùng tôi một cái đi. Quần quá trời đi, không có giờ phút nào được nghỉ ngơi hết trơn á. Bực mình quá trời bực mình đi. Ê tôi hầu hạ tôi thuốc đời hả ông Sang? Thì đồ đâu nữa tổng nữa. Đi ra đi vô ngủ. Đù đồ mày đù đồ kia sao tao đù nổi vậy trời ơi. Mắt nhậu mở hết lên rồi. Giờ còn đi đù đi vô ngủ. Đù này đù kia tao mệt quá trời đi. Cái hộp quẹt ta làm hư đi, hộp quẹt không làm thật á. Làm hư đi, không có má lúc nha, là bà chửi cho nghe. Rồi, vô đúng rồi. Làm mấy tầm khùng là mệt quá đi. Làm cho bà thương tôi, bà thương gì hay mà. Bà thương ai, bà thương mệt quá đi. Trời đất gì hay. Vô ngủ giùm cái. Cái gì cũng hay. Cái gì cũng cho.